Vâng, và như vậy hiệp 1 của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Nếu như đó là một tình huống chuyển bóng lên một chạm, rất nhiều khả năng cơ hội sẽ mở ra rõ ràng hơn khi Messi rất nguy hiểm. Đó là cú đá đầu tiên của kỳ Messi. Tình huống dứt điểm đầu tiên của câu lạc bộ Super, nhưng đó là một cú đá có vẻ như hơi thiếu lực. Tình huống phản công nhanh khi mà hệ thống phòng ngự của Prader đã chơi không tốt ở khu trung tuyến. Có lẽ vậy thì Super đang mong muốn thay đổi nguyên lối chơi của mình. Rất nguy hiểm, dứt điểm không vào. Cú đá hơi vội vàng của Dybala. Tình huống trả bóng đầu tiên sau khi vào sân của cầu thủ mang số 69 này. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống ném biên của Quang Trân. Và Dybala là người đã tranh chấp thành công với lỗi của Tú Sứa, đá cặp cùng với Danh Thoại. Anh đã chuyển bóng rất nhiều nhưng không có được sự chính xác quá cao. Vizico, Vizico! Một công dành cho câu lạc bộ Super. Và xử lý quá tuyệt vời của Vizico. Sự tỉnh táo, sự đẳng cấp và kỹ năng cá nhân tuyệt vời của Vizico. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Super. Bốn cầu thủ Hồng đã lùi về và Vizico một tình huống ngoặt bóng rất tỉnh táo còn phía cái chân thuận của mình. Và tình huống cứ lòng không phải là quá hiểm hóc nhưng đủ lớn để có thể đánh bại được thủ môn Thành Tú. Thành Tú đã có thể chạm tay được vào bóng ở nhịp 1 nhưng cũng không thể nào ngăn cản trái bóng làm vào lưới. Và tỷ số này là 1-0. Những sự điều chỉnh đã phát huy được sự hiệu quả. Sự điều chỉnh tới 6 cầu thủ và lúc này Super đang có được một bộ mặt hoàn toàn khác. Không có gì nguy hiểm. Dứt điểm hay. Cú đá vừa rồi là của Mạnh Cường. Cú đá rất mạnh với lực đi rất căng của Mạnh Cường. Chúng ta cùng theo dõi lại quả tạt của Dybala. Hàng phòng ngự của Prader đã có thể đánh đầu ra. Vizico luôn cho thấy được sự thanh thoát và tự tin của mình trong cách di chuyển. Chân trái cướp vào. Cú đá vừa rồi là của cầu thủ mang số 7 Mạnh Cường. Tình huống dứt điểm lần thứ hai của cầu thủ mang số 7. Cả hai tình huống dứt điểm đều là những cú đá bằng chân trái. Minh Thiên khá hợp lý. Có vẻ như trọng tài tình huống phạm lỗi ở vòng cấm địa. Và penalty dành cho các thủ Super. Chúng ta cùng theo dõi tình huống này. Và đúng là cự ly phạm lỗi là nằm trong vòng cấm địa. Dứt điểm vào. 2-0. Và đó là Danh Thoại. Và đó cũng là tình huống kết thúc cuối cùng để khép lại trong diễn biến ở hiệp 1 của đối đầu giữa câu lạc bộ Prader cùng với Super. Hàng phòng ngự của Prader liên tiếp phải hứng chịu những áp lực và những sóng gió được tạo ra với những sự điều chỉnh trong đội hình của Super. Và họ cũng đã phải nhận bàn thua ở trong điểm cuối cùng khi mà để phạm lỗi trong khu vực 16m50. Và Danh Thoại đã có một tình huống dứt điểm rất trái phá trên chấm 11m. Đường chuyền tốt của Ngọc Linh. Vizico. Đường chuyền dài của Vizico rất hay. Mạnh Cường. Thành Tú đã có vẻ có xu hướng lao ra rất nguy hiểm. Và bàn thắng thứ 3 dành cho các thủ Super. Niềm vui vỡ hòa của Dybala. Dybala đã nở một nụ cười rất tươi. Không chính xác, xin lỗi quý vị, đó là Hải Ngựa. Một tình huống mà Thành Tú đã chơi không tốt. Đó là một cú đá không phải là quá mạnh.
Dương Sugar, một trong những cầu thủ chạm bóng rất ít ở trong những hiệp đã qua. Anh đã chơi ở vị trí tiền đạo ở trong hiệp đấu đầu tiên và bây giờ lùi về để sát cánh cùng với Vĩ Zico. Cũng như bao quát không gian ở khu vực giữa tốt. Và những chân truyền cần phải có được sự bình tĩnh, tự tin cũng như là kỹ năng như là Vĩ Zico mới đủ. Rất nguy hiểm. Cú đá ngay. Không được. Đó là một quyết định đá thải. Một cú đá ngay với hướng sút ở góc gần. Đưa chuyền ra lên. Có cổ để đối mặt cánh phải. Không hề có lỗi về vị. Và phụ. Giữa đây. Đây rồi, chân trái. Vô. Bàn thắng của Hoàng Vinh. Và xử lý rất tỉnh táo và đáng câm của đội trưởng Văn Phụng. Anh đã không hề dứt điểm và chuyền bóng dành cho đồng đội của mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống mà người đội trưởng của Brother đã chơi rất đồng đội. Và Hoàng Vinh cũng đã đủ tỉnh táo để vượt qua đường dây đấu ám của hiệp Bigfoot. Tỷ số đường dương án sẽ còn 1-3. Tình huống tranh chấp rất tốt của Ngọc Linh. Cuộc phản công nhanh. Đây rồi, cánh trái. Văn Phụng vẫn đang là đội trưởng. Văn Phụng chỉ có tới 3 cầu thủ thôi. Tuyến 2. Đây rồi. Việt vị. Rất đáng tiếc dành cho Brother. Khá hay. Chạy cháy. Không được. Bóng vẫn đang là trung cuộc. Xuất xa. Anh Đức. Liên tiếp là những pha phối hợp ở kỳ liên. Kim Messi. Có vẻ như đó là một quyết định đột phá chuyền bóng lên của Kim Messi. Xuất xa. Cú đá là của Di Balo. Tình huống xử lý rất bất ngờ và táo bạo của cầu thủ màu số 69. Các thủ áo đỏ, số lượng của họ là ngang bằng với số lượng của các thủ runner ở tình huống này. Cắt ngang Di Balo. Cú đá không tốt của Di Balo. Văn Phụng đang di chuyển và Mạnh Cường cũng đang di chuyển. Bàn thắng dành cho đội trưởng mang số 18 của Club Brother. Cuối cùng thì Văn Phụng sau rất nhiều những đóng góp, rất nhiều những sự hy sinh của anh thì cuối cùng bàn thắng cũng đã tới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Cách biệt bây giờ chỉ còn lại là một bàn nữa. Tiền đạo màu số 9 mới được tung vào sân là một trong những cầu thủ có tốc độ rất nổi bật và khả năng tranh chấp của cầu thủ này cũng rất ấn tượng nữa. Cánh trái thì cầu thủ này đã di chuyển rất nhiều và vừa rồi cũng là một pha bứt tốc. Kim Messi. Giữa đây. Không hề có lỗi về vị. 4 cầu thủ đỏ, 3 cầu thủ đỏ. Cắt ngang. Chân trái. Không vào. Phòng ngự của Brother đã phải rất chật vật. Ở hàng trung tuyến thì các cầu thủ áo hồng ở tình huống trước đó đã không có được những sự che chắn và bọc lót. Áp lực tới từ Sơn Đông Minh. Sơn Đông Minh. Sơn Đông Minh dứt điểm ngay. Với những siêu phẩm đá phạt. Kỳ Messi, Kỳ Messi. Không ngoài dự đoán, đó người thực hiện là Kỳ Messi. Một quyết định đá thẳng. Nhưng lần này cú đá không phải là quá mạnh. Tình huống đá phạt góc dành cho các thủ áo đỏ.
Mạnh Hường quá thắt rất nguy hiểm. Đây rồi, pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của cầu thủ Super. Phương Lùi là người thực hiện cú đá cuối cùng, cú đá rất thiếu chính xác. Những diễn biến rất khác biệt ở trong hiệp đấu này. Đây rồi, côi không vào. Và cuối cùng mảnh lưới của các thủ Brother đã phải rung lên. Nếu như trước đó chúng ta đã thấy đường Bình Thiệu đánh đầu không phải là mạnh, nhưng sau đó thì tình huống cản phá của trung vệ bên phía Brother cũng không đủ lực. Cai ở nhịp 1 đã mắc sai lầm, nhưng cuối cùng thì Super cũng đã tìm kiếm được niềm vui của mình. Bàn thắng để vượt lên dẫn trước với cách biệt lúc này là 2 bàn. Rất nhiều những cái tên mới chỉ được tung vào sân thôi, chậm nhịp chạm bóng đầu tiên đã ghi bàn. Lần này là Bình Thiệu, trước đó là Vĩ Di Cô ở trong hiệp đấu đầu tiên, và bây giờ là Bình Thiệu. Có lẽ lỗi lớn nhất ở trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Tiếp tục sẽ có thêm tình huống đá phạt góc nữa. Khá nguy hiểm. Tình huống đốt lưới nhà rồi. Tỷ số lúc này là 3-4. Cách biệt còn lại là một bàn nữa thôi. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình này. Quý giả thân mến, cuộc so tài giữa cầu thủ Brother và Super đã chính thức khép lại trên sân Thống Nhất với tỷ số chiến thắng chung cuộc là 4-3 dành cho cầu thủ Super.